mình trong thân phận con người. Ngài là đấng từ bi, nhân hậu và khiêm ái, xin giúp chúng con cảm nghĩ và sống theo Ngài. Giữa muôn vàn thử thách vây quanh, con luôn muốn thành công hoa trỗi vườn. Lạy Chúa xin giúp con, để con đừng làm gì chỉ vì hư danh, và luôn có lòng khiêm nhường nhân ái. Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa chúng con, Ngài đã tự hạ mình trong thân phận con người. Ngài là đấng từ bi, nhân hậu và khiêm ái, xin giúp chúng con cảm nghĩ và sống theo Ngài. Giữa bao nhiêu cám dỗ gọi mời, con luôn tìm lời ích cho riêng con. Lạy Chúa xin giúp con, để con đừng chỉ nghĩ sự thuộc về con, nhưng nghĩ đến sự thuộc về người khác. Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa chúng con, Ngài đã tự hạ mình trong thân phận con người. Ngài là đấng từ bi, nhân hậu và khiêm ái, xin giúp chúng con cảm nghĩ và sống theo Ngài. Bao chọn lựa cho cuộc sống, con tìm chọn lối sống theo ý riêng. Lạy Chúa xin giúp con, để con sẽ luôn cảm nghĩ và làm theo điều đã có trong ngôi lời Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Ngài đã tự hạ mình trong thân phận con người. Ngài là đấng từ bi, nhân hậu và khiêm ái, xin giúp chúng con cảm nghĩ và sống theo Ngài. Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Ngài đã tự hạ mình trong thân phận con người. Ngài là đấng từ bi, nhân hậu và khiêm ái.